À, chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái vòng lặp for đấy. Về cái vòng lặp for thì nó cũng tương tự như cái vòng lặp while mà bài học hôm trước mình đã giới thiệu. Thì đây là cái cấu trúc của một cái vòng lặp for. Thì trong cái đây là các biểu thức đấy, biểu thức 1, biểu thức 2, biểu thức 3. Còn ở cái vòng lặp while thì nó chỉ có một cái biểu thức thôi ạ. Và ở bên dưới đây sau cái for này, sau cái biểu thức này sẽ là một câu lệnh đấy, và đây sau nó sẽ là một kết quả trả về đấy. Và để các bạn hiểu rõ thêm về cái câu lệnh for thì sau đây mình sẽ set một cái ví dụ đấy. Đấy. Đây mà là một cái chương trình nhỏ. Mình sẽ lại. Ban đầu mình sẽ khởi tạo ở biểu thức 1 thì mình sẽ khởi tạo khai báo. Khai báo cái kiểu nguyên cho nó luôn và khởi tạo giá trị đầu cho y là bằng 1. Đấy, sau đó sẽ kiểm tra xem y có bé nó bằng 10 không. Đấy, nếu bé nó bằng 10 thì nó sẽ in ra cái này. Đấy. In ra cái này, in ra cái print này. Đấy, và sau đó sẽ tăng y lên 1. Đấy, tăng y lên 1. Và sau đó lại quay về kiểm tra xem sau khi tăng y lên 1 thì giá trị y lúc này sẽ là bằng, lúc đầu sẽ bằng 0 và sau khi nó tăng lên 1 thì nó sẽ bằng 1 và 1 nhỏ hơn 10. Đấy, thì sau đó nó sẽ tiếp tục in ra một cái y mới tiếp theo đấy. Nó cứ làm tuần tự đấy. Và lúc này y lúc này sẽ bằng 1 bằng 1. Và sau đó nó sẽ cộng thêm một y nữa, cộng cộng thêm y nữa, cộng thêm, tức là y gắn y bằng y cộng 1. Đấy. Tức là tăng, tiếp tục tăng lên một đơn vị nữa thì y lúc này sẽ bằng 2. Mà 2 thì nó tiếp tục so sánh với 10. Đấy. Nếu 2 nếu mà ta thấy rõ ràng 2 bé bằng 10 đấy. Bé hơn 10. Đấy thì nó sẽ tiếp tục in ra giá trị y bằng 2. Đấy. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi mà cái giá trị của y nó lớn hơn 10 thì nó sẽ dừng lại. Đấy, rồi mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đấy, nó đã in ra giá trị từ 0 đến 10 đấy. À. Ví dụ ta thay đổi ở đây là 9 đi. À, bé hơn 10. Lúc này là nó in ra từ mộ từ 0 đến 10. Bây giờ ta xem kết quả. Đấy, bây giờ thì nó đã in ra cái kết quả từ 0 đến 9. Đấy, nó ta tùy thuộc vào cái điều kiện này. Đấy. Tức là nó so sánh y với điều kiện, sau đó nó nếu đúng thì nó sẽ in ra. Đấy. Và tiếp theo nó sẽ tiếp tục tăng y lên, nếu tiếp tục đúng thì nó sẽ in ra đấy, và nếu sai thì nó sẽ thoát ra. Về cái để mình so sánh giữa cái câu lệnh while và câu lệnh for thì để mình chỉ cho các bạn cái sự tương tự nhau giữa câu lệnh while và for đấy. Thì sau đây mình sẽ viết cái câu lệnh vòng lặp while với cái ví dụ tương tự như trên. Đầu tiên mình sẽ khai báo cái biến cho nó. Ở đây mình sẽ khởi tạo cho nó giá trị ban đầu là bằng 0 luôn. Và sau đó viết cái câu vòng lặp while ạ. Ở trong cái biểu thức của while này là một cái biểu thức điều kiện. Nếu y bé hơn 10 ạ. Đấy, giống như cái vòng lặp for ở trên này, biểu thức nó giống nhau ạ. Thì chúng ta sẽ print ra cái giá trị của y. Đấy.
Trời ơi. Đấy, thì ta đặt dấu chấm vẽ ở đây nè. Và sau khi in ra thì ta tiếp tục tăng y lên. Y sẽ bằng y cộng 1. Hoặc các bạn cũng có thể viết là bằng y cộng cộng. Nó như nhau các. Đấy. Ở đây thì mình viết bằng y cộng 1 cho nó dễ hiểu. Đấy, chúng ta xem ạ. Kết quả sẽ như nào. Ta compile lại cái đoạn code nữa. Ở đây thì các bạn có thấy nó in ra toàn là số 0. À, vì lý do vì sao về như vậy thì mình sẽ giải thích như này. Vì ở đây cái câu đừng quay ở đây ạ. Mình chưa có đặt cái dấu móc ở đây. Đấy. Vì mình chưa đặt cái dấu móc ở đây nên là nó sẽ in ra tất cả các giá trị đều là bằng 0 cả. Đấy. Sau khi thêm cái dấu móc này thì mình sẽ chạy lại các để các bạn xem. Đây, nó là kết quả 0123456789 và đây cũng đây là for ạ, còn đây là while ạ. Đấy, kết quả nó như nhau ạ. Cũng không lên 9 ạ. Đấy. Như vậy thì cái for và while thì nó cũng cho ra kết quả hoàn toàn là tương tự nhau. Đấy. Thì trên đây là cái phần giới thiệu về cái vòng lặp for. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.